Hello anh em. Hôm nay mình thanh lý em Samsung Galaxy J7 Plus này. Tròn 1 triệu nhé. Tròn 1 triệu 1. 1 triệu 100 nghìn. Hình thức thì máy cũng chỉ các góc cũng chỉ hơi móp một tí thôi nhé. Không có móp mạnh, móp nhiều đâu. Rất đẹp. Màn hình mới thay. Anh em xem máy tại Huế Anh Store, ngã tư Đông Minh, đối diện trạm y tế xã Đông Minh nhé. Dòng Samsung Galaxy J7 Plus này thì cấu hình rất cao rồi. Anh em nào ưng thì cảm thấy hợp lý thì qua xem máy nhé. Samsung Galaxy J7 Plus cực đẹp luôn, hôm nay mình thanh lý 1 triệu 1 tròn luôn. Ok, cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này.